Ta gọi là ghét của nào chơi cha của đấy đấy. Yên tâm, mình hành con thần chết ở ở Aestra thì vô đây nó hành mình lại. Mẹ nó dí cho không thở nổi luôn. Nói rồi mùa 2 này không có vụ mà treo mà muốn có ăn đâu nhá. Nói chung là không làm mà đòi có ăn thì chỉ có huấn À, ăn đồng bằng ăn hoa cát đấy, để nói rằng nó tránh hồng. Đúng rồi. ăn đồng bằng ăn cát Nó nhường slot cho anh em khác nha. Thế nói mẹ nó. Đấy, vừa mới hồi sinh xong con headlock con thì xuống nó dưới dí này, mình luôn. headlock thì dồn xuống dưới. Ai đủ vừa nhắc headlock à? Bây giờ Vừa nhắc cái lock phát có lock luôn, ok. má lại nữa cái sư con bót thường này. Ba bốn em rồi, đã xử lý xong. Nào, lại đây con chó. Con mẹ Thế nó. cực cục cục vãi giáo sư. Mày chết này. Lêu lêu, giữ mít nè. Rồi, lên đi nào. Một người giữ chim. Cứ để bốn. Bom 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 cứ bom cứ bom cứ bom. Cứ Mình ra nếu đi. thấy bom nào mình thấy hai con chim đang tân mình nè. Con này con rơi con chim gì? Không, nó thuộc là chim. Đó là chim Kêu thật nhưng mà là chim đột biến, hiểu không? đếm lại nữa đi. Đấy là loại chim đột biến có khả năng gây sát thương khủng khiếp. Đấy, thấy đòn của nó sóng âm đấy. Rơi là rõ. Không đi nữa à? Không đủ người. Bom nha. Rồi, đã thấy Cái bom. đít con mẹ đang gãi tai chưa kịp. Nhớ gì không? Ồ. Bị cay luôn. Cả chim này. Mẹ đang gãi tai nó đã dí được phát ngay được. Chạy chạy chạy, gấp chạy gấp. Ôi ship Oh, bỏ tiền mẹ. không kìa, bỏ tiền không. Đứng đây tôi trả ông Ừ, này. Bọn hạch trả vãi đây. luôn. Mong nó đừng có dí vào đây thôi, chứ nó Tuần dí vào sau đây. mình lại gặp lại đâu rồi? Chỉ có tươi thôi. Có thông tin về obstacle tuần sau rồi à? Ừ, bọn Không tôi không không có không không. skill sẵn. À, Không, cái này bên Trung Quốc mà. Cứ theo thấy bên Trung Quốc mà, bên Trung Quốc chơi sẵn rồi. à Trung Quốc à? À Trung Quốc Ừ. thì À, bên bọn tàu tôi yên tâm rồi. đang bọn tôi vì Nếu tuần sau là đồ Atlas thì thoải mái một chút đồ đấy. Atlas mà, đồ Atlas với độc Ừ, nhưng mà thuốc độc nổ. có độc hư. Giờ Thuốc dễ nổ mà. Ui thuốc nổ thì không Dễ sao tuần đâu. sau dễ mà, không có khó đâu. Mẹ, giờ độc nó 2-3 cái mới chết, giảm sát Độc thương hai hạng cái người. nha, độc hai cái nha. Là một lúc xuất hiện hai người á. Tại Một vì lúc xuất hiện hai người luôn á. có thể hai người Nên dính. cần nên cần phải 3-4 cái mình mới Có chết thể là ở hai mức người độ đấy. giảm sao. Chủ yếu là hai Tuần thằng đó này có tuần này thả con chung chỗ không thôi. bơm 5-2-3 trái nổ không chết nè. Nói chung là hai ông làm nổ thì Cái đít cách tốt nhất con là hai mẹ. ông dính vào nhau thì để được Đúng cái diện tích rồi, cái đấy nó. à, đừng để tách ra mệt lắm. Nhưng mà thần chết định mệnh. Bom đã được Con mẹ vừa mới nhìn gì nhỉ, vừa mới bị gì nhỉ, nhận quả cầu thủy tinh xong nó quay mặt ra đã thấy tử thần rồi, còn trước thì chạy luôn. rồi đá là gì so với chiều nay đức nhờ. Còn trước kịp làm gì đã Để còn mẹ nó cứ nó gì nhỉ, be like surprise motherfucker. đúng rồi.
Surprise, motherfucker. Đâu, đi tay với giận nữa cơ, con thằng chết nó đứng sẵn luôn. Thằng nào hồi